Rồi, đề bài nè, đề bài cho nè, thì các bạn nhớ nha, khi xuôi dòng thì ta lấy vận tốc đó cộng thêm vận tốc của nước nha. Đó, xuôi dòng vận tốc của đề bài cho cộng thêm vận tốc của nước. Còn ngược dòng thì các bạn nhớ nè, vận ngược dòng nha, ngược dòng thì ta lấy vận tốc đó trừ đi vận tốc của nước nha. Cái thứ nhất bạn phải hiểu cái này trước. Rồi bắt đầu đề bài cho nè, đi từ A đến B xuôi dòng nha. Xuôi dòng 44 km. Được chưa ạ? Sau khi tới B, bạn đi ngược dòng 27 km. Rồi, hỏi vận tốc của nước thì mình gọi nha, gọi x là vận tốc của nước, thì nhớ vận tốc của nước phải lớn hơn bằng không. Rồi các bạn kẻ bảng nè, đó, S V T, đây là xuôi dòng, đây là ngược dòng nè, được chưa? Ngược dòng thì vận tốc nè, thì các bạn nhớ đi à, vận tốc đề bài cho vận tốc của xuôi dòng bao nhiêu à? Vận tốc thì các bạn nhớ vận tốc đề bài cho nha, vận tốc của cano nha là 20, vận tốc của cano là 20 km/h. Vậy đi từ A đến B xuôi dòng thì ta lấy vận tốc của cano cộng thêm vận tốc của nước là 20 cộng x. Đi ngược dòng nè thì lấy vận tốc của cano trừ đi vận tốc của nước. Được chưa ạ? Rồi, quãng đường đi xuôi dòng bao nhiêu ạ? 44. Quãng đường đi ngược dòng bao nhiêu ạ? 27. Thì mình có muốn tính thời gian, ta có thời gian bằng quãng đường chia vận tốc là 44 chia cho 20 cộng x. Và đây cũng vậy, 27 chia cho 20 trừ trừ x. Được chưa? Rồi, vậy từ đây mình sẽ có 44 phần 20 cộng x là thời gian xuôi dòng. Các bạn nhớ viết lời văn cẩn thận. 27 phần 20 trừ x là thời gian ngược dòng, được chưa? Và mình biết rằng thời gian xuôi dòng với thời gian ngược dòng đi hết là 3 giờ 30 phút. Các bạn đổi 3 giờ 30 phút qua giờ thì mình sẽ có là bao nhiêu ạ? Là được là 7 phần 2 giờ. Vậy theo đề bài ta có nè, theo đề bài ta có thời gian đi xuôi dòng cộng thời gian đi ngược dòng bằng thời gian cả đi xuôi dòng và ngược dòng. Tới đây các bạn giải bình thường giống như giải phương phương trình, ok chưa ạ?